Xin kính chào quý cô chú anh chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849490188 hoặc 0396164604. Hiện tại là buổi tối của ngày 21 tháng 8 năm 2022 thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có về mới những cái mặt hàng lan đẹp để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Và em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển. Và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 5.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và với cước phí rất là ưu ái như vậy thì khi mà cô chú anh chị đặt lan bên em khoảng tầm 5 kg chỉ rơi khoảng tầm 45 cho đến 50.000 và 10 kg chỉ rơi khoảng tầm 70 cho đến 80.000. Nên là cô chú anh chị yên tâm khi mà đặt lan bên cơ sở lan rừng em nhé. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở lan rừng em đang có. Hôm nay thì bên em về rất là nhiều những cái mặt hàng lan mới và đặc biệt là vẫn có những cái cây lan kiếm hàng cực kỳ là đẹp để cô chú anh chị, những cái mặt bông va gọi là đẹp nhất với giá rất là rẻ để cô chú anh chị có thể sưu tầm cho sân vườn của nhà mình. Em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng của ngày hôm nay ạ. Đầu tiên em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là dòng kiều vuông cánh trắng, hàng rất là xanh lá và đẹp như thế này. Đó, cô chú anh chị có thể kích hoa để nó nở đúng thời điểm Tết luôn nhé. Kiều vuông cánh trắng em xin phép được bán với giá là, kiều vuông cánh trắng này em bán với giá là 220.000 cho 1 kg cô chú anh chị nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dáng hương đuôi sóc, những cây lá đuôi sóc lá xếp rất là đẹp luôn như thế này. Đó, cây lá xếp rất là đẹp luôn, em bán với giá là 120.000 cho 1 kg. Hoặc là cô chú anh chị mình có thể mua theo phần. Đây là những cây gọi là nhỏ nhỏ xinh xinh. Một lô như thế này chắc là mười mấy cây. Đâu lô này nó có 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 cây. Hiện tại thì cây đang là mùa phát triển mới nên là có những cây nó đã đâm rễ như thế này này. Đấy, 11 cây và bên này lô bên này chắc là cũng tầm tầm như vậy cô chú anh chị ạ. Cây lá xếp rất là đẹp. Đấy thì mỗi một lô như thế này, một lô như thế này thì em xin phép được bán với giá là bao nhiêu ạ? Hai lô đuôi sóc rất là xinh như vậy, mỗi một lô cây đẹp như thế này em bán với giá là 50.000 cho một lô này cô chú anh chị này. Tiếp sang bên này đây thì em có cái dòng lan Sơn Thủy Tiên. Đây là dòng Sơn Thủy Tiên, cô chú anh chị thấy là hàng thân xanh mướt luôn, cô chú anh chị nhìn kỹ cho em ạ. Cái dòng Sơn Thủy Tiên thì hoa của nó sẽ rất là giống với cỏ hoàng lạp, tuy nhiên thì cái mặt bông của nó sẽ sắc, dày bông trùng hoa sẽ dài, cánh ra hoa dày bông hơn và sai hoa hơn so với hoàng lạp cô chú anh chị nhé. Và dòng Sơn Thủy Tiên thì em xin phép được bán với giá 180.000 trong 1 kg. Xếp sang bên này đây sẽ là dòng lan Nhất Điểm Hồng, cái dòng lan mà với những cái bông hoa trắng rất là to và cái họng điểm một xíu xíu hồng thôi, một cái dòng lan mà rất là đáng thưởng thức, em bán với giá là 130.000 trong 1 kg dòng Nhất Điểm Hồng này. Tiếp sang bên này đây thì em có dòng lan Hài Râu Xanh, cái dòng lan hài mà có hình dáng mang hình dáng những chiếc hài và với cái râu dài rất là độc đáo và đẹp luôn. Cái dòng hài râu xanh em bán là 100.000 cho 1 kg dòng hài râu xanh cho chú anh chị nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hài Henry. Cái dòng hài Henry này thì hiện tại nó đang là mùa nụ mùa hoa. Cái dòng hài râu xanh cũng vậy cô chú anh chị ạ, nên là cái thời điểm rất là đẹp để cô chú anh chị mình có thể sưu tầm những cái cây hài, trồng cho mình những cái chậu lan hài rất là đẹp cho sân vườn của nhà mình. Dòng hài Henry mùa này thì cô chú anh chị có thể sưu tầm. Và đây là mang mặt bông của dòng lan hài Henry đấy ạ, với hình dáng mang chiếc hài, mang hình dáng chiếc hài màu hồng rất là đẹp như thế này. Đó, nó sẽ mang hình dáng của những cái chiếc hài rất là tuyệt vời như thế này cô chú anh chị nhé. Và 1 kg em bán với giá là 150.000 cho 1 kg. Cái dòng lan cái dòng lan hài Henry và em sẽ bán từ 0,3 kg. Dạ, và tiếp theo bên này đây thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là cái lô hàng hôm nay vừa cập bến và sẽ là dòng hàng hoa Tết. Cái dòng lan hoa rất là đẹp. Đây là cái dòng lan Phụng Bào Lá Biên cô chú anh chị nhé. Đây là dòng lan Phụng Bào Lá Biên. Dòng hoa này thì sẽ có màu xanh cốm rất là đẹp cô chú anh chị ạ, và hương thơm thì cực kỳ là tuyệt vời. Mặt hoa của dòng lan Phụng Bào Lá Biên của chú anh chị. Đây sẽ là những cái cây lan mà một chậu rất là nhiều giả hành. Và đây sẽ là những cái cây cho hoa Tết của chú anh chị nhé. Đấy, cái dòng này là dòng lá biên hay còn gọi là dòng lá phát tài. Và một cái chậu lan Phụng Bào Lá Biên như vậy thì em chỉ bán với giá có 140.000 thôi. Cái dòng lan này thì mặt bông nó phải nói là cực kỳ là xuất sắc luôn.
Đó, một chậu thì rất là nhiều giả hành và rất là khỏe đẹp. Như cái cây này thì một dạo nữa là nó sẽ bắt đầu cho nụ cho hoa của chú anh chị nhé. Và sang bên này đây cũng là dòng địa lan, đó chính là dòng địa lan hương cát cát ạ. Cái dòng địa lan hương cát cát như vậy thì một chậu nó sẽ có đẹp, hiện tại là đang bắt đầu là nở hoa, và ở cái khoảng sân có chỗ bán hàng lan của em hiện tại chỉ có vài cái bông hoa này nở thôi, mà cái hương thơm tỏa ra phải nói là vô cùng là dễ chịu cô chú anh chị ạ. Một cái mùi hương làm cho người thưởng thức cảm thấy là một cái mùi hương tạo cái cảm giác vô cùng là thư giãn luôn. Cái chậu hương cát cát như thế này thì hiện tại là nó vừa có hoa và vừa có nụ này cô chú anh chị này. Cũng có thêm rất là nhiều những cái thân tơ mà nó chưa có nụ hoa nữa. Nên là cái một cái chậu hương cát cát như vậy thì em nghĩ rằng cô chú anh chị về có thể được thưởng thức mặt bông của nó trong cái thời gian rất là dài. Có thể được thưởng thức hoa đến Tết luôn cô chú anh chị nhé. Em bán với giá 230.000 cho một cái chậu phụng bào lá biên, một cái chậu hương cát cát như vậy ạ. Và tiếp sang bên này đây sẽ là những cái chậu càng cua. Thời điểm hiện tại thì những cái chậu càng cua này này, lan những cái cây càng cua này, nó sẽ có ba cái màu sắc hoa nhé. Cây là hiện tại nó đang nụ này, hoặc là lác đác là một vài chậu nó đang cho hoa. Nó sẽ có màu đỏ đậm này, màu hồng, màu hơi cam cam này. Có bốn màu sắc đấy cô chú anh chị ạ. Cái màu này là màu đỏ hơi thiên về cái hướng tím cô chú anh chị ạ. Chậu nào cũng chi chít nụ hoa như thế này, và có cả màu trắng nữa cô chú anh chị nhé. Màu trắng nữa. Và một cái chậu xinh đẹp như thế này cô chú anh chị để trong phòng khách hay bàn làm việc hay phòng ngủ đều rất là đẹp đúng không ạ? Một cái chậu như thế này này. Đấy, để phòng khách hay phòng làm việc cũng đều rất là tuyệt vời. Và một cái chậu càng cua như vậy thì em xin phép được bán với giá là 50.000 cho một chậu nhé. 50.000 cho một chậu càng cua, hiện tại là cây đang nụ rất là đẹp. Và tiếp sang bên này đây sẽ là cũng là dòng lá biên, đó là dòng kim long bào lá biên. Cái dòng hàng này thì lá biên hay người ta còn gọi là lá phát tài, và người ta coi đây là mấy dòng lan mà tượng trưng cho tài lộc và may mắn. Cái dòng lá biên này thì nói chung là năm nay sẽ là cái dòng lan mà được rất là nhiều người ưa chuộng cô chú anh chị ạ. Nó tượng trưng cho người ta quan niệm rằng cái dòng lan này nó mang lại vận khí rất là tốt, như là sự tài lộc, sự may mắn. Và ngoài cái sắc đẹp của cái thân lá rất là tuyệt vời như thế này thì cái dòng lan này nó còn có mặt hoa rất là đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Cái sắc hoa đỏ thắm như thế này ạ. Và một cái chậu kim long bào lá biên này em bán với giá là 160 cho một chậu. Đấy, 160.000 cho một cái chậu kim long bào lá biên nhé. Và tiếp sang bên này đây sẽ là dòng lan trầm cổ, hay còn gọi là trầm thanh củi. Cái dòng hàng này thì một chậu sẽ rơi vào ít nhất là 5 thân. Cô chú anh chị thấy là hàng này thì rất là đẹp luôn. Gọi là trầm cổ bởi vì cây này đã được làm cái mặt bông đẹp, rất là đẹp, nên là đã được giữ giống rất là lâu rồi. Cái thân của nó khi mà càng trưởng thành thì nó sẽ dần dần chuyển sang màu đỏ xoắn, rất là đẹp luôn. Và cái sắc hoa thì đỏ đậm với cái hương thơm ngát luôn cô chú anh chị nhé. Hoa nở vào thời điểm Tết. Và một chậu như thế này đấy, một chậu như thế này em bán với giá chỉ có 180.000 cho một chậu thôi. Và bình thường cái hàng này hoa Tết là người ta bán 100.000 một thân đấy ạ. Đó là dòng dòng lan trầm cổ hay còn gọi là trầm thanh củi đấy nhá. Còn sang bên này đây sẽ là trầm rồng đỏ, cô chú anh chị cùng ngắm cho em một cái chậu trầm rồng, những cái lô trầm rồng đỏ, những cái chậu trầm rồng đỏ vô cùng là xuất sắc ạ. Đấy, một cái chậu trầm rồng đỏ như vậy thì sẽ rơi vào khoảng tầm 4 thân hoặc là 3 thân trở lên ạ. 3 thân trở lên. Nếu mà nhiều thân thì nó sẽ ngắn hơn, mà ít thân thì nó sẽ dài hơn. Đó, những cái chậu trầm rồng đỏ rất là đẹp. Dòng này cũng là hoa nở Tết thì cô chú anh chị biết rồi, em bán với giá chỉ có 140 thôi. Và hôm nay thì bên em lại cập bến mới một cái lô, đó là cái dòng lan cây lan quân tử cô chú anh chị nhá. Cây lan quân tử này là cây đã trồng sẵn thuần trong chậu rồi, và một cái size rất là to, nhiều cặp lá như thế này cô chú anh chị này. Dòng địa lan quân tử, hoa của nó thì thường nở vào thời điểm Tết. Và cái dòng này thì nó cây lan quân tử này cô chú anh chị có thể lên Google để biết về cái ý nghĩa phong thủy, ý nghĩa rất là tuyệt vời, ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời của nó. Ngoài cái ý nghĩa phong thủy rất là tuyệt vời của nó thì cây lan quân tử này này là một cái cây nó phù hợp trồng trong nhà. Và nó sẽ tạo ra thứ nhất là một cái không gian xanh, thứ hai là cái lá này này, lá của những cây lan quân tử này nó có cái tác dụng đó là nó có thể loại bỏ những cái chất khí độc hại cũng như là những cái tia sóng điện từ ở trong không khí của chú anh chị nhé. Nên là khi mà cô chú anh chị trồng trong nhà ấy thì nó sẽ tạo ra rất là nhiều cái lợi ích, tạo ra một cái không gian rất là tuyệt vời cho cái không gian nhà. Cô chú anh chị có thể trồng trong nhà hay là trong phòng khách đều hay là trong phòng làm việc, em nghĩ rằng là nó đều rất là đẹp cô chú anh chị nhé. Em bán với giá là 70.000 cho một chậu, và cô chú anh chị lấy từ 3 chậu ạ, em sẽ để với giá là 200.000 cho 3 chậu cô chú anh chị nhé.
Và tiếp sau bên này đây thì sẽ là những cái bảng kim điệp xuân, hay còn gọi là kim điệp giấy. Cái dòng này với những cái chùm hoa vàng rực rỡ ạ. Với giả hành như thế này thì có thể cho 2-3 cái chùm hoa luôn ạ. Và một cái bảng như vậy nó sẽ rơi khoảng tầm 10 thân ngắn dài cô chú anh chị nhé. 10 thân ngắn dài của kim điệp xuân, bán là 140 cho một cái bảng kim điệp xuân như vậy. Bên này đây sẽ là những cái chậu lan cắt lại ạ. Dòng lan cắt một lá bông đại, được mệnh danh là nữ hoàng của các loại lan. Mà một chậu cát như thế này đó, thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm ít nhất là 5 hướng. Và cái dòng này thì hoa của nó không phải tự dưng nó coi là nữ hoàng của các loại lan đâu ạ. Bởi vì cô chú anh chị chơi lan lâu thì biết rồi, đây là một cái dòng lan mà có mặt bông rất là tuyệt vời. Em bán một cái chậu lan cát như vậy với giá chỉ có 90.000 thôi cô chú anh chị nhá. Cây rất là khỏe. Đấy, cây rất là khỏe luôn ạ. Tiếp sau bên này đây sẽ là những cái chậu hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Cô chú anh chị có thể nhìn cho em những cái chậu chuỗi ngọc, cái thân thắt đốt sáng bóng tròn vo như những cái hạt ngọc như thế này. Cái dòng lan này thì em nghĩ rằng cô chú anh chị chơi chơi cái dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc này này, không chỉ cô chú anh chị chơi thân lá thôi, chơi hoa mà cô chú anh chị chơi thân lá cũng rất là đẹp. Mà cái dòng lan này thì cô chú anh chị có thể nhìn cho em vài bông chuỗi ngọc nở thôi, cái mặt bông của nó đã rất là rực rỡ như thế này, tạo ra một cái giò lan rất là đẹp rồi. Đấy, nếu như cô chú anh chị có sở hữu một cái giò như vậy thì em nghĩ rằng đến mùa hoa cô chú anh chị sẽ được chiêm ngưỡng một cái giò lan chuỗi ngọc rất là đẹp. Đây là mặt bông của dòng lan hoàng thảo chuỗi ngọc ạ, rất là tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhé. Và một cái chậu như thế này rất là nhiều thân, đủ cho cô chú anh chị có một cái mùa hoa đẹp. Đấy, này rất là đẹp luôn. Em bán với giá là 170 cho một chậu nhé, hoàng thảo chuỗi ngọc ạ. Sang bên này đây sẽ là những cái cây lan hài, hài đã thuần chậu nhé. Đây là dòng lan hài màu dê xanh. Nói chung là cây lan hài thì có nét đẹp rất là độc đáo và đặc biệt là rất là bền hoa. Cái chậu mau dê xanh như thế này thì cây sẽ chậu sẽ rơi vậy nhất là ba giả hành, ba thân. Tơ tít nhé, em bán 250 cho một chậu. Còn bên này là Lecochilium. Cái dòng lan này thì là cái hoa của nó là hoa đốm, bông hoa to và rất là thơm. Em bán một cái chậu mẹ con như thế này với giá là 150. Bên này sẽ là cái dòng lan hài Vân Nam. Hài Vân Nam một cái chậu như vậy sẽ có ít nhất là 2 cây, em bán với giá 120 cho một chậu hài Vân Nam. Bên này thì em có hai chậu lan cắt lại, cái dòng lan mà em đã trồng thuần ở trong chậu rồi. Đấy thì mỗi một chậu thuần như vậy em bán 120. Tiếp sang bên này đây sẽ là những cây lan hồ điệp. Cái dòng lan hồ điệp này là cái dòng lan hồ điệp vàng công chúa và hiện tại là mỗi một cây như vậy là sẽ có ít nhất là hai cái cần hoa cô chú anh chị nhá. Ít nhất là đang có hai cái cần hoa để về cô chú anh chị có thể được thưởng thức hoa luôn này cô chú anh chị này. Cây rất là khỏe luôn ạ. Và một chậu lan hồ điệp vàng công chúa này thì em xin phép được bán với giá là 60.000 cho một chậu. 60.000 cho một chậu. Và cô chú anh chị cùng em ngắm cái mặt bông của dòng lan hồ điệp vàng công chúa này. Mặt bông của dòng lan hồ điệp vàng công chúa được coi là một trong những cái mặt bông gọi là đẹp nhất trong tất cả mặt bông của dòng lan hồ điệp đấy cô chú anh chị. Rồi tiếp sang bên này đây thì bên em vẫn có những cái cây đai châu. Những cái cây đai châu Thái mặt hoa rất là tuyệt vời, những cái cây đai châu Thái màu đỏ sắc pháo, cái sầu màu sắc rất là đẹp để cô chú anh chị có thể chơi thưởng thức hoa Tết cô chú anh chị nhé. Chơi cây này nó sẽ rơi vào ít nhất là 4 cặp, mà rơi vào ít nhất là 4 cặp lá, hàng lá kẻ gân lá mít rất là đẹp luôn. Hàng này thì cô chú anh chị có thể mua về làm quà tặng hay là quà biếu đều rất là tuyệt vời ạ. Cây sẽ rơi vào ít nhất là 4 cặp lá cô chú anh chị nhé. Em bán 220.000 cho một cái chậu này. Hàng này sẽ chuẩn hoa Tết và cái mặt bông đỏ sắc pháo thì cô chú anh chị thấy là nó cực kỳ là hợp với lại những cái ngày Tết đúng không ạ. Bên này thì em có một cái lô hoàng thảo hoàng lạp này. Cái lô này em xin phép được bán với giá là 40.000 cho một cái lô hoàng thảo hoàng lạp này, được một giỏ rất là to đẹp luôn. Bên này thì em có hai cái lô dáng hương bạch nhạn, hai lô này em bán thanh lý luôn. Đấy, mỗi một lô này rất là nhiều luôn này cô chú anh chị này. Em bán với giá là 35.000 cho một lô nhé cô chú anh chị nhé. Về cô chú anh chị trồng chăm giúp em một lô rất là nhiều cây luôn dáng hương bạch nhạn. Và bên này thì em có một cái hình đai châu, hình đai châu này em cũng sẽ bán thanh lý này. Hình đai châu này em sẽ bán thanh lý, hai cây châu này em bán với giá là 110.000 cho hai cây châu rất là to nhé và có lỗi lá nhẹ. Tiếp sang bên này thì rất là nhiều những cái dòng hàng lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi. Đấy, rất là nhiều cái mặt hàng lan luôn và đặc biệt là những cái chậu kiếm, những cái mặt bông kiếm va gọi là đẹp nhất trong tất cả những cái mặt bông kiếm hôm nay thì bên em vẫn có đủ thì cô chú anh chị có thể sưu tầm mà giá thì rất là rẻ luôn, em xin phép được giới thiệu đến cô chú anh chị ạ. Đầu tiên sẽ là mặt bông của dòng lan kiếm vàng tuyên quang, cô chú anh chị cùng em ngắm. Đây những cái cây này thì em bảo hành chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị nhé, và cái chậu nào thì cũng được kẹp và gắn thẻ trên từng cái chậu một như thế này. Đó, kiếm vàng tuyên quang thì nổi tiếng về mặt bông, khuôn bông rất là đẹp, sắc hoa đẹp và đồng thời cần hoa rất là dài và thân thủ cũng đẹp nhé cô chú anh chị nhé. Dòng lan kiếm vàng tuyên quang, cái chậu này thì em có 3 thân với cả hai cái mầm đang lên rất là đẹp luôn. Cái chậu này thì kiếm vàng tuyên quang này ạ, một dạo nữa thôi là cô chú anh chị có thể có một chậu rất là xung xuê rồi.
Em bán cái chậu này với giá 280 nhé, cho chậu kiếm vàng Tuyên Quang này. Chậu tiếp theo sẽ là chậu số 2. Chậu số 2 này cũng là có, chậu này có 4 thân và bên này sẽ có thêm hai mầm đang lên nữa, cô chú anh chị ạ. Chậu này thì em xin phép được bán với giá là 300.000, cũng là kiếm vàng Tuyên Quang. Hình tiếp theo sẽ là cái chậu này là trắng Hạ Long. Trắng Hạ Long thì cũng là một cái mặt bông rất là nổi tiếng đúng không ạ? Đấy ạ. Cái mặt bông của nó rất là trắng sáng cô chú anh chị nhé, rất là đẹp cái mặt bông của dòng lan kiếm trắng Hạ Long này. Và mỗi chậu kiếm trắng Hạ Long này thì đây, giỏ này thì cả thân tơ cả thân già chắc là mười mấy thân nhé cô chú anh chị nhé. Dạ, một cái chậu rất là sum xuê luôn. Và chậu trắng Hạ Long này em xin phép được bán với giá là 700.000. 700.000 cho cái chậu kiếm trắng Hạ Long này. Và tiếp sau bên này đây thì em có cái dòng lan cũng là kiếm trắng Hạ Long. Kiếm trắng Hạ Long, cái chậu này thì cũng rơi vào 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 thân gì đó. Và cái giò này thì em xin phép được bán với giá là 550.000. Rất là nhiều cái mầm đang, cái măng mầm cũng đang chuẩn bị nhô lên. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng lan Bình An Kiếm. Bình An Kiếm này là một cái mặt bông theo cảm nhận của em thì nó quá là tuyệt vời cô chú anh chị ạ. Là mặt bông của dòng lan Bình An Kiếm để cô chú anh chị sưu tầm nhá. Rất là đẹp luôn ạ. Đấy. Đây là mặt bông của dòng lan Bình An Kiếm. Cánh hoa bầu, lưỡi đỏ rất là đẹp. Mặt bông Bình An Kiếm ạ. Và một cái chậu Bình An Kiếm này thì có tất cả là 4 thân. Dòng Bình An Kiếm này trước đây là mỗi một thân như vậy là trên 1 triệu một thân, không có hàng bán luôn cô chú anh chị ạ. Đấy, một cái chậu Bình An Kiếm này qua cái lô này đi là không có hàng luôn cô chú anh chị nhá. Mà nhiều khi mình nhập hàng mà không chuẩn mặt bông thì cũng rất là khó luôn. Mà cái hàng này thì em bảo hành chuẩn mặt bông cho cô chú anh chị. Cái chậu hình số 5 Bình An Kiếm, chậu này có tất cả là 4 thân. Và em xin phép được bán với giá là 360.000. Hình tiếp theo sẽ là hình số 6. Chậu này cũng là 4 thân, em bán 360 cho chị chậu Bình An Kiếm này nhá. Và tiếp theo sẽ là chậu số 7, cũng là Bình An Kiếm. Chậu này là cũng có 4 thân. Đấy, tại 4 thân nhưng mà trong đó có một thân khá là già nên là coi như em sẽ tặng. Và cái chậu này em bán 280.000. Và tiếp theo sẽ là cái chậu số 8. Cái chậu này cũng là Bình An Kiếm này cô chú anh chị này. Chậu Bình An Kiếm này thì có tất cả là cũng là 4 thân cô chú anh chị ạ. Và chậu Bình An Kiếm này thì em xin phép được bán với giá 4 thân. Em bán với giá là 320.000 cho chậu Bình An Kiếm số 8. Và tiếp theo sẽ là chậu số 9. Chậu số 9 này là một cái chậu trắng Thái Nguyên. Trắng Thái Nguyên cái dòng này thì cái mặt bông của nó không khác, cái thân của nó rất là to và đẹp luôn. Mặt bông của dòng trắng Thái Nguyên đây ạ. Bên ngoài thì rất là đẹp cô chú anh chị nhá. Cái dòng trắng Thái Nguyên này này. Đó. Dòng kiếm trắng Thái Nguyên, nói chung là đây là cái lô kiếm này là của một cái anh chị mà chơi kiếm rất là lâu rồi. Và là sưu tầm toàn những cái mặt bông kiếm gọi là đẹp thôi cô chú anh chị nhá. Đây cái chậu kiếm này này có 2 này, 4 thân, 4 thân và 3 thân và 3 măng đang lên thành là 6 thân cô chú anh chị này. Và chậu này thì em xin phép được bán với giá là 420.000 cho chậu trắng Thái Nguyên này. Tiếp theo cũng là trắng Thái Nguyên là chậu số 10. Chậu số 10 này cũng là chậu có 3 thân và em xin phép bán 280.000 cho chậu này. Và tiếp sang bên này đây sẽ là hình số 11. Hình số 11 cũng là một chậu trắng Thái Nguyên. Trắng Thái Nguyên cái chậu này thì có 2, 3, 4, 5 thân cô chú anh chị nhé. Chậu trắng Thái Nguyên này có 5 thân. Và chậu này thì em xin phép được bán với giá là 360.000 cho chậu trắng Thái Nguyên 11. Chậu tiếp theo sẽ là chậu số 12 cũng là chậu trắng Thái Nguyên và chậu này là có 4 thân. 4 thân này em xin phép được bán với giá 250.000. Và hình tiếp theo sẽ là cái vàng cánh bầu Hải Phòng. Từng cây một em sẽ cho cô chú anh chị cùng ngắm mặt bông vàng cánh bầu Hải Phòng ạ. Đây ạ. Mặt bông rất là đẹp luôn đấy ạ. Vàng cánh bầu Hải Phòng. Mà vàng cánh bầu Hải Phòng chậu này là có tất cả là 3 thân nhé. Em bán với giá là 200.000 cho chậu vàng cánh bầu này. Và chậu tiếp theo cũng là cái chậu này cũng là cái gì ạ? Chậu này là cũng là vàng cánh bầu Hải Phòng, chậu này 2 thân em bán 140. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 15, chậu này là có 2 thân với cả một măng đang lên và chậu này em bán 170.000. Và sang bên này đây sẽ là cái chậu này là vàng cánh chim. Vàng cánh chim nhá cô chú anh chị nhá, đây ạ. Hình dáng như là những cái bông hoa của nó có hình dáng như kiểu như là cái cánh chim luôn ấy.
À, nên là nó có tên là vàng cánh chim. Cái chậu này vàng cánh chim này có hai thân, em bán 140. Cũng là chậu vàng cánh chim, ở đây là hình người 4, em bán với giá cũng 140. Sang bên này đây sẽ là cái chậu Taiwan. Đây là dòng kiếm Taiwan số 4, là một trong những cái mặt bông kiếm gọi là đẹp nhất trong 4 cái mặt bông kiếm của dòng lan kiếm Thái ấy, cô chú anh chị. Đây ạ, mặt bông kiếm Taiwan nhé, cô chú anh chị nhé. Đã, cần hoa rất là dài. Và chậu cái Taiwan 4 này là hình 18, em bán cái chậu này với giá là cái chậu này em bán với giá là 200.000. Và hình tiếp theo là hình 19, chậu này hai thân em bán với giá 150.000, và chậu này là ba thân em cũng bán với giá là 190.000. Sang bên này đây sẽ là những cái chậu trầm trắng, hàng này là bao chuẩn mặt bông của chú anh chị nhé. Đã nói là trầm thì nó hoa nó sẽ rất là thơm. Đấy, chậu trầm trắng, hàng này là hàng ươm ti thân xanh biếc luôn ạ. Với chậu trầm trắng này em xin phép được bán, chậu này là chậu số 21, em bán là 130.000. Chậu số 22 là 150.000, thân rất là mập nù, 5 thân. Chậu tiếp theo là 23, 140.000. Và hình 24 là 140.000, 25 cũng là 140.000. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 26 là 140, và hình 27 140. 28 là một chậu dáng hương đuôi sóc làng là xếp, em bán 150.000. Và hình tiếp theo sẽ là thiên cung lự bố, không còn nhiều hàng cô chú anh chị ạ. Cái lô hàng đẹp như thế này thì sẽ rất là ít luôn. Nên là nếu như cô chú anh chị muốn sở hữu cái mặt bông của thiên cung lự bố ở đây thì nhanh tay sưu tầm. Trước đây em còn nhớ là cái lúc mà đầu tiên em bán cái dòng thiên cung lự bố một thân là 150 cô chú anh chị ạ. Hàng này chỉ có ươm ki thôi cô chú anh chị nhé, còn hạc vĩ rừng thì không có đâu cô chú anh chị ạ. Và chậu 29 này, thiên cung lự bố hình 29 này, cái giò này em xin phép được bán với giá là 220.000 nhé. Rất là quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Thân dài nuột rất là đẹp luôn nhé. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 30, cái giò này em bán với giá cũng 220.000 ạ. Và hình tiếp theo là hình số 31, 31 em bán với giá là 210.000. Hình số 32, hình số 32 này em cũng bán 210.000 này. Hình tiếp theo là hình số 33, em bán 230.000. Và hình tiếp theo là 34, em bán với giá là 120.000. Đây là một giò hạc vĩ rừng. Và hình tiếp hình 35 là 130.000. Cái giò hạc vĩ rừng kết hợp với cả đây là cái cây thập hoa nhé, 130.000 ạ. Và bên này sẽ là mặt bông điệp tím của vùng Cao Bằng. Cái mặt bông mà trước đây là cái mặt bông được coi là một cái vùng miền mà có mặt bông cực kỳ là đẹp, hoa cánh sáp bóng và cái môi tuyết rất là đẹp nhé. Chậu này thì có 3 thân như vậy, là hình 36 em bán 130.000 thôi cô chú anh chị này. Sở hữu ngay một cái giò điệp. Nói chung là điệp bây giờ xuống giá, nhưng mà về mặt thẩm mỹ thì cô chú anh chị không thể nào mà chắc chắn một điều, cô chú anh chị không thể nào mà phủ nhận cái vẻ đẹp của cái dòng lan phi điệp tím đúng không ạ. Hình tiếp theo sẽ là hình số 37, em bán cái chậu phi điệp này với giá là 120.000, một cây lá mít rất là đẹp. Và hình tiếp sang là hình số 38, em bán với giá là 140.000 cái giò này, lá xếp và cái lá mít nhé. Cái chậu tiếp theo sẽ là hình số 39, lá mít cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Lá mít và lá dày và có lá nhựa dày rất là đẹp luôn. Dạ, và cái chậu này thì em xin phép được bán với giá là 140.000. Chậu này là 140.000 nhá, quá là đẹp luôn cô chú anh chị ạ. Dòng thân thủ, lá mít tuyệt vời. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo vôi. Nói chung là dòng lan hoàng thảo vôi về cái độ thơm là nó chỉ đứng sau trầm thôi nhá. Đấy, dòng lan đây là dòng vôi bắc, nên cô chú anh chị nhìn thấy là thân vàng óng, cô chú anh chị biết rồi ạ. Rất là đẹp luôn. Giò vôi hình số 40 em bán là 170.000 đi cô chú anh chị này, quá là tuyệt vời. Hình tiếp theo là hình số 41 em bán là 150.000. Và 42 là giò vôi 42 em bán. Đây, cái giò vôi này thì không biết là nó lẫn vôi với cả ý ngọc hay là kèn hay gì đó. Cái giò này em xin phép bán 150.000. Tiếp theo sẽ là hình số 43. Đấy, vôi đẹp không cô chú anh chị. Em bán cái giò này với giá 160 nhé. Và 44, 140.000. Và 45 là cái giò Long Tu Xuân. Cái giò Long Tu Xuân lẫn vôi một ít nhánh vôi, một cái thân này là vôi. À, thân này trầm chứ cô chú anh chị. Thân này trầm chứ. Cái giò này là Long Tu lẫn với cả trầm. Có một thân trầm rất là nù. Và cái giò này thì em xin phép được bán với giá là 140.000. Và tiếp theo cũng là Long Tu này, rất là xinh. Giò này em cũng bán 140.000. Đấy, giò số 46, 47 cũng 140.000 cho giò Long Tu Xuân này. 48 là cái bảng trầm. Giò trầm đây là trầm rừng cô chú anh chị ạ. Trầm rừng, hiện tại trầm rừng là cân 1 triệu, trên 1 triệu ấy.
Hình số 48 em bán 150 và hình 49 em bán 120.000 và hình số 50 em bán là 150.000. Và hình số 51 130.000 và 52 bảng trầm này giá 130.000 và 53 là 120.000. Và bên này sẽ là những cái chậu dáng hương đuôi cáo rất là đẹp luôn. Đó, của chị nhìn cho em. Cái chậu cáo này có 2 4 5 cây lá xếp rất là đẹp, bản lá to nhá cô chú anh chị nhá. Đây, lá xếp V thẳng tắp luôn cô chú anh chị, về trồng có thể tạo ra tác phẩm đẹp nhá cô chú anh chị nhá. Váy giò này em bán với giá là 240.000 cho váy giò hình 54. 55 này. 55 cũng vậy cô chú anh chị ạ. Lá láng tít bóng bẩy luôn, lá rất là to. Đấy, một cái giò lan rất là tiềm năng, rất là đẹp như thế này, hàng lá xếp rất là đẹp như vậy. Chỗ này em bán 250.000 và hình tiếp theo là hình 56. Cái giò này là có 4 5 cây gì đó. Đây. Vài giò này em cũng bán với giá 240.000 và hình 57, 202. 57 là hai em bán 202 cho chậu cáo này cô chú anh chị nhá. Cũng có 5 thân. Và hình tiếp theo sẽ là hình số 58. 58 này có 4 thân. Đấy. Có 4 cây cáo xếp rất là đẹp này. Cái chậu cũng to đẹp nhá. Em bán 240. Hình tiếp theo sẽ là hình số 59 ạ. 59 này có là một cái chậu cáo có 5 cây. Giò này em bán với giá là 230.000 và bên này thì là cáo hàng rời. Cái hình tiếp theo hình 60, một cái phần cáo rời, phần này có tất cả 15 cây, em bán với giá là 120.000. Và sang hình tiếp theo sẽ là hình số 61. 61 lô này có 3 cây thôi nhưng mà cây mẹ con, và đặc biệt là cái cây này này. Lá rất là to cô chú anh chị ạ. Và biên của nó vàng rất là xinh nữa. Và cái hình cáo này thì em xin phép được bán 140.000. Cô chú anh chị nhìn cây này thì rất là giá trị luôn ở cái cây này này. Lá tròn nhá, chú anh chị nhá. Tròn mít luôn. Sang hình tiếp theo sẽ là hình số 62. Cái lô cáo này có 3 cây này. Về cô chú anh chị là một chậu xinh này. Bán 100.000 thôi ạ. Và hình tiếp theo 63. Hình 63 này thì em có 5 hình này có 1, 2, 3, 4 cây cáo. Và hình này thì em cũng bán với giá là 100.000 thôi cô chú anh chị nhá. Hình 63 ạ. Tiếp sang bên này đây sẽ là những cái đặc sản ở vùng miền Cao Bằng nhá. Đầu tiên ạ, em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó là măng. Đây là cái măng măng nứa cô chú anh chị nhá. Và để có được một cái cô chú anh chị nhìn lại, quá là vàng, quá là ngon luôn đúng không ạ? Để có được một cái cân măng như thế này ạ thì phải khoảng tầm chục cân măng thì mới được một cái cân măng như thế này cô chú anh chị nhá. Thì một cái cân măng này này, một cái cân măng như vậy em bán với giá là 200.000 cho 1 kg nhé cô chú anh chị nhé. Cái hàng này thì phơi nắng tự nhiên và không có chất bảo quản nhé, cực kỳ là sạch luôn. Và bên này thì là măng lưỡi lợn em cũng bán 200.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây thì em có sản phẩm đó là mạ nấm hương rừng ạ. Nấm hương rừng một túi như vậy là một nửa kg, nó sẽ rơi khoảng tầm 8 sâu. Em bán với giá là 300.000 cho 1 kg và một túi như vậy sẽ là 150.000. Sang bên này đây sẽ là dòng lan chè. Đây là cái chè ô long của vùng Nguyên Bình Cao Bằng, trồng ở vùng núi Cha Đén nhé. Với độ cao trên 1.000m², quanh năm là tuyết quanh năm sương mù bao phủ với thời tiết rất là lạnh. Thời tiết rất là lạnh luôn. Đấy thì một cái túi chè như vậy, một túi chè như thế này em bán với giá là 170.000 và nó có sẽ có một cái khối lượng là một nửa kg chè hoàn toàn sạch. Quả mắc mật khô em bán với giá là 120.000 một túi 1 kg nhé. Sang bên này đây thì em có hoàng tinh, em bán với giá 200.000 một kg ạ. Hoàng tinh 200.000 một kg. Rễ mũ tân với mức giá 120, nấm ngọc cẩu 150 và chuối hột khô em bán với giá là 100.000 cho một túi 1 kg. Và tầm gửi cây chanh sẽ là 220, tầm gửi cây nghiến là 190 nhé. Tiếp sang bên này thì sẽ rất là nhiều những cái đặc sản của vùng miền Cao Bằng. Đây là cái bên này là sẽ rất là nhiều những chế phẩm dành cho lan vỏ thông đủ size 1 2 3 4, vỏ thông vụn đồng giá 20.000 trong kg, rêu rừng 50.000 trong kg và dớn vụn. Dớn vụn một cái giá thể trồng lan rất là tốt, em bán với giá là 40.000 trong 1 kg. Bên này thì các chế phẩm dành cho hoa lan. Atonic là 10.000 cho một gói nhá. Duy xanh là 50.000, duy đỏ sẽ là 60.000. Và Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp ạ. Dưỡng chất AB 85.000 cho một lọ. B1 Thái 40.000 cho một lọ. B12 giải độc cho cây với giá 30.000 cho một lọ. Liền da Mỹ Tiến là 40.000, liền da sẹo đen sẽ là 50.000. Siêu dưa dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ.
3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát đồng giá 30.000 trong một lọ, 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 trong một lọ, giúp thai hormone tăng trưởng với giá là 50.000 trong một lọ. Phân bón dạng túi lọc ạ, cung cấp dinh dưỡng cũng như kích rễ rất là tốt với giá là 35.000 trong một cái hộp như vậy với 20 túi lọc bên trong. Và bên này là chi chô để kin kin bun đặc trị thối nhũn 25.000 trong một gói, chi chô để ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 trong một gói. Một túi như vậy là 1 kg em bán với giá là 50.000 và dây buộc lan. Một hộp 1 kg với giá là 130.000 và dây buộc lan chiều dài 100 m có dao cắt kèm theo rất là tiện dụng. 35.000 trong cuộn như vậy. Và bên này sẽ là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đỗ tương và đã ủ men vi sinh cũng như ủ kháng nấm trong 1 trên 2 tháng nhé. Cái túi sản phẩm phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh này em bán với giá là 35.000 trong một túi thôi. Cái sản phẩm này khi cô chú anh chị sử dụng ạ, có thể trộn với cả giá thể này hay là bón một cách trực tiếp cho cây. Cái phân bón này thì đã được nén viên rất là chặt nên là khi cô chú anh chị tưới nước thì thoải mái mà không bị đen, thoải mái, nó sẽ không bị mủn ra nên là nó sẽ cung cấp cái giá trị dinh dưỡng trong một cái thời gian rất là dài cũng như là tạo cái giá thể thoáng và sạch để cây phát triển một cách tối ưu nhất nhé. Với dòng phân, tất cả những cái dòng phân khi mà bón cho cây ấy thì em thấy là dùng phân hữu cơ là rất là tốt. Tuy nhiên thì đối với các dòng như là phân trâu hay là phân dê thì em cảm thấy rằng là dòng phân dê này thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Phân dê, phân trùng quế thì cái dòng phân trâu này nó sẽ lành hơn và bón thì nó sẽ rất là tốt hơn so với các cái loại phân dê rất là nhiều cô chú anh chị nhé. Phân dê cô chú anh chị mà không sử dụng cẩn thận có thể làm cho cây bị chột rễ, bị đen đầu rễ ạ. Còn dòng phân này thì đảm bảo 100% cho cô chú anh chị luôn là thoải mái bón nhé. Mà cung cấp giá trị dinh dưỡng thì cây phát triển rất là tuyệt vời luôn ạ. Bên này thì em vẫn có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lan và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Mùi hương của nó thì tạo cho cô chú anh chị có cảm giác thư giãn an thần rất là tuyệt vời luôn, giảm đau hiệu quả mà không gây nóng rát cô chú anh chị nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà